Sáng nay mày mua sữa mình quên mất không uống. Để đi uống không? À. Wow, mày mua cho mình nhiều sữa quá. Mình phải uống luôn mới được. Đúng là sữa hero của các ngon thật đấy. Mình cảm thấy có điều gì khác lạ. Ơ, sao mình lại trở thành như này nhở? Có găng tay. Mỗi khi muốn chọn thể dục siêu khỏe, chỉ cần uống sữa Vitamin Hero và hô to: ai gặp khó có hero, 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 hero. Yeah! Mình đã trở thành dũng sĩ siêu khỏe rồi. Mình muốn ra ngoài là những việc tốt cho mọi người và nói cho Vi và Suzy biết. Sao đi đâu rồi nhỉ? Ơ, Suzy đang làm gì kia? Suzy, em đang làm gì đấy? Ơ, chị Trang. Trang ơi, con mèo của em bị lạc ở đâu rồi? Em không tìm thấy. Thế á? Thế con mèo của em có màu gì? À, con mèo của em có màu xám, trông rất là dễ thương. À, chị đã có cách rồi. Hero, năng lượng mạnh mẽ, trẻ làm đầu hay. Chị không lo đi kiếm con mèo cho em đi, chị còn ở đây hút sữa. Em uống đi, rồi cùng hô to với chị nhá. Ôi Trang ơi, sữa này ngon đấy Trang. Hero, năng lượng mạnh mẽ, trẻ đôi. Wow, đẹp quá. Mình đang biến thành con chú Sinh rồi đấy. Đẹp quá Trang ạ. Trang ơi, nhưng mà em cảm giác là cái kính này có gì khác lạ ấy. Với cặp kính này em có thể nhìn thấy những thứ rất nhỏ đằng xa đấy. Hay là em sẽ lấy cặp kính này để đi tìm con mèo của em nhá. Ừ, ra đi thôi. Ơ Suzy ơi. Chị Trang, chị nghe tiếng mèo kêu con đây này. Ở đằng kia là gì? À Trang ơi, em biết rồi. Em sẽ sử dụng cặp kính tinh anh này. Ừ. Kìa. Thì chúng ta ra xem luôn. Trang ơi, em vừa thấy cái gì nó cử động ở đây mà. Ừ, chị tìm ấy nào. Ô Trang ơi, con mèo của em này. Ô. Wow. Wow. Thì ra em mèo của em bị mắc vào lưới à? Chúng ta phải giải cứu em ra thôi. Đây chú mèo của em đây. Trang ơi, cảm ơn chị nhá. Không có gì đâu. Yêu quá. Nhặt được quả bóng đẹp thế nhỉ? Ơ, đây là quả bóng của em đây. Bóng nào của em? Quả bóng này từ trên trời rơi xuống đầu anh. Chứ anh đấy luôn. Ơ, của em đây. Em nào? Của em đây. Anh trả lại cho em. Anh trả lại bóng cho em đi. Quả bóng này ném muốn xuất ra. Có bóng đẹp thế này la cao trúng thưởng được á? Vâng, có bóng này la cao trúng thưởng được mà. Anh không biết à? Để em cho anh xem nhá. Này, anh cao thẻ cào của siêu hero sẽ có quả ở bên trong đấy. Anh cào đi. Bạn trúng một bao lô hero. Wow! Bạn trúng một ba lô hero. Yeah! Đưa anh cào, anh thích cào cái này lắm. Tôi xem nữa. Thẻ sưu tầm 6 thẻ đổi một hộp hero. Mình có mỗi một thẻ. Trả em này. À, cái này anh phải sưu tập 6 thẻ này và anh sẽ được nhận một hộp sữa hero đấy. Thật à? Ừ. Trúng rồi. Bạn trúng một ba lô hero. Wow, trúng luôn rồi này. Anh trúng rồi ạ. Đây là thẻ của em, sẽ cho anh luôn đấy. Anh cảm ơn nhá. Nhưng mà anh vẫn thích. Lại nhận được thì là của mình. Của em à, cho em đây. Anh nhận được mà. Của em ơi, cho em đây. Cho em đây. Suzy ơi, Vi đang chơi với ai kìa? Tôi Trang rồi nhá, đừng đã. Hình như không phải là chơi bóng đâu. Trang rồi, từ đã, để em sử dụng đôi mắt tinh anh của em xem thế nào. Thả đâu? Thả đây. Của em ơi. Trang ơi, không phải là hai người đang chơi bóng đâu, mà là anh đã mất hiếp đang giành bóng của chị Vi đấy. Bây giờ chúng ta phải ra xem như nào. Vâng ạ. Anh giả đâu? Sẽ đây. Đúng rồi. Chị Trang Suzy. Chị Trang Suzy ơi, giúp em. Anh đã mất hiếp được quả bóng của em rồi. Ồ, quả bóng hay rồi. Có chữ ký của Đỗ Tiến Việt Nam. Tớ là Dung Di siêu khỏe, làm việc tốt suốt lắm mọi người. Mau trả lại bóng cho Vi ngay. Dung Si siêu khỏe. Con gái yếu đuối thế này thì làm được gì? Bóng đẹp thế này không giả đâu. Sao giờ này chị lại uống sữa? Vi, em chờ xem nhé. Suzy, em cũng uống sữa nghe đi. Vâng ạ. Có hero, hero. Dung Sinh siêu khỏe, đốc sứ siêu sinh. Hãy xem sức mạnh của Dung Sinh siêu khỏe đây. Sao khó dặm chân một cái mà mặt đất lại rung chuyển như thế này? Bạn hãy mau trả bóng cho Vi. Trả. Không trả. Có trả. Không trả đâu. Có hay không nhỉ? Em cảm ơn chị Trang và Suzy nhá. Hai người giỏi quá. Quả bóng này là em uống sữa hero cào trúng thưởng được đấy, em rất thích. À, nhưng mà sao hai người giỏi thế? Quả bóng này là em trúng thưởng được à? Đây, em hãy uống sữa này rồi hô to với chị nhá. Đây em cầm hộp bóng nhá. Ai rồi có hero. đâu, có Khiên bảo vệ kìa. Các em ơi, chúng ta hãy sử dụng những năng lực đặc biệt của mình để đi làm việc tốt cho lớp mọi người nhá. Các bạn ơi, các bạn hãy uống sữa vitamin hay đâu bọn mình nhá, để có một ngày mới tràn ngập năng lượng, năng động tươi vui và có thể làm được việc tốt cho các bạn người như ba sáng của bọn mình nhá. Mua ngay sữa Hero cực đã cho trẻ năng lượng làm mọi điều